Sao Mai về người mù. Chào mọi người, tôi tên là Hiếu. Hiện tại thì đã tốt nghiệp trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật cũng được gần 4 năm rồi. Hiện tại thì tôi đang làm massage. Rất là vui vì được trung tâm Sao Mai mời phỏng vấn trong cái cuộc phỏng vấn này. Thì cũng như tất cả mọi người thôi, thì tôi cũng học mẫu giáo cho tới hết lớp 12, rồi sau đó trúng tuyển vào trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật. Thì lúc mà trúng tuyển thì phải thi mới năng khiếu và học trong 3 năm. Khi tốt nghiệp thì là tốt nghiệp là giỏi. Sau đó thì cũng có liên thông học lên nhạc viện. Tất cả mọi thứ mà mình được trải nghiệm ở các cái trường đều là trường sáng mắt chung với mọi người hết, nên là mình cảm thấy rất là may mắn và tự tin nữa. Cũng cảm giác là mình cũng được nhiều hơn rất là nhiều so với những bạn mà phải học trong trường khuyết tật từ nhỏ. Trong quá trình mà em đi học, khó khăn về tài liệu là chắc chắn là có. Đa phần ở Việt Nam thì là toàn là tài liệu giấy thôi. Ngày xưa có thời gian thì em không có biết tới trung tâm Sao Mai, em phải nhờ người nhà coi như là một ngày ngồi đọc cho em mấy tiếng đồng hồ, xong sau đó em cần tài liệu gì thì em trích xuất ở trong cái file ghi âm. Nói chung là mất rất là nhiều thời gian. Cái môn của em học là môn đặc thù nữa nhá, đâm ra là cái tài liệu không phải là ai cũng đọc được nữa. Cái quá trình đi tìm việc làm của em thì em bắt đầu ý thức là mình phải đi làm từ năm 2 cao đẳng, là em đã bắt đầu rải đơn xin việc. Tất cả mọi thứ phỏng vấn đều ok hết, cho tới khi á là họ biết em là người khiếm thị, là ngay lập tức là họ sẽ dừng cái cuộc phỏng vấn lại tại đó. Đó là những cái cuộc phỏng vấn online nha. Còn những cái cuộc phỏng vấn offline thì khi mà họ biết là mình là người khiếm thị thì họ nói thẳng luôn. Họ nói ở đây họ không có hỗ trợ người khuyết tật. Nói chung là em rải rất là nhiều đơn rồi nhưng mà chưa có thành công. Vì lý do lớn nhất đó là em là người khiếm thị. Bản thân em không phải là một người thích nhảy việc. Em thích làm một việc gì đó nó ổn định và thăng tiến. Còn cái chuyện mà em làm nhiều nghề á là do là em còn trẻ nên là em muốn được trải nghiệm tất cả những cái nghề nào mà bản thân người khiếm thị có thể làm được. Em đã từng làm nhà bóng tối nè, đã từng đi đàn trong đám cưới nè, em đã từng chơi một số cái event âm nhạc, em cũng đã đi bán vé số luôn, rồi em đi làm massage, rồi em đi làm thầy giáo. Em làm với toàn bộ cái năng lượng em có. Em biết trung tâm Sao Mai rất nhiều. Lý do lớn nhất đầu tiên đó là giám đốc trung tâm Sao Mai là ngày xưa cùng học trường ở trường với em, đó là trường Bừng Sáng. Cá nhân em ấn tượng trung tâm Sao Mai nhất đó là tạo ra được cái phần mềm là SM Music Reader và phần mềm Sao Mai VN Voice, là cho tới thời điểm này là em vẫn đang gần như là sử dụng hàng ngày. Ngoài ra thì em tham gia những cái hội thảo tìm kiếm việc làm hay là những cái hướng nghiệp của trung tâm Sao Mai, những cái hoạt động nào của trung tâm Sao Mai hướng tới cộng đồng mà bản thân em tham gia được thì em tham gia hết à. Em mong là trung tâm Sao Mai tiếp tục có những cái ý tưởng độc đáo, phát triển những cái gì mà hỗ trợ để người khiếm thị có tiếp cận được vào, để mà người khiếm thị chơi được, làm việc được, làm nhạc được. Thì em mong trung tâm Sao Mai sẽ tiếp tục làm tiếp, làm mạnh hơn nữa để cái ngành âm nhạc cho người khiếm thị Việt Nam được phát triển, để mình có thể tạo ra được cái hướng đi mới thay vì đơn giản chỉ là làm nghề massage hay là bán vé số gì đó. Thì cái ngành âm nhạc này em nghĩ là nó còn rất là mộng mở để cho người khiếm thị có thể làm. Dạ. Yeah.